Ok, vậy thì quay trở lại với Trần Trung hôm nay thì Trung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một cái ảnh động ở trên cái email gửi cho khách hàng hay là trên cái website hoặc là Facebook của bạn. Vậy thì cái ảnh động thì thông thường các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ rất là hữu dụng khi mà người khách hàng họ mở ra một cái, họ mở cái email ra một cái thì nó động đậy. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là mình đang thử mở một cái premium bit thì các bạn sẽ thấy là ở trong này nó có một cái ảnh động ở đây và mình sẽ rất là dễ để click nó vào đây đây để bật sang màn hình cho các bạn. Vậy thì với một cái ảnh động như thế này thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ gây ấn tượng cho khách hàng, dễ tăng cái lượt click hơn, và cũng như là nhiều khi mình muốn ở trong cái một cái email mà mình muốn thu hút sự chú ý của khách hàng, kiểu người ta mở ra một đống kiểu những cái kiểu thông tin kiểu tách 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 chứ. Đây ví dụ cho các bạn xem. Má. Đây. Ví dụ. Okay. Đây. Ví dụ bạn Mai Hoa này gửi cho Trung một cái email về xin mời anh chị tham gia cái khóa học giám đốc nhân sự. Đây là một cái điển hình của một cái bạn mà gọi là sale gửi mail cho khách hàng chả có tí marketing nào, hoặc một bạn cũng có tí marketing nhưng mà các bạn ấy chả có một cái tư duy về gọi là thiết kế đồ họa gì cả. Tất nhiên đối với cái người Việt Nam mình ý, thì cái mà người ta nhìn đầu tiên nghĩa là giá. Họ hiểu, ok bạn, họ hiểu cái tâm lý là nhìn khách hàng gửi cho khách hàng ở tao không quan tâm mày kiểu làm cái gì nhưng mà giá mày là bao nhiêu đó, thì thông thường các bạn tư duy theo cái cách như thế và các bạn ồ cả anh ơi kiểu bọn em kiểu tặng anh 50% giảm giá đây, các bạn thấy giảm giá 50% ưu đãi miễn phí ABC XYZ, rồi các bạn đưa ra một cái giá rất cao, sau đó các bạn ấy cắt bóc phát cắt đôi lại và ghi là ưu đãi 50%, nghe rất hoành tráng nhưng thực ra các bạn ý phạm phải rất nhiều cái vấn đề, đấy là người ta không quan tâm vì cái trò của các bạn ý người ta thừa hiểu rồi, giống như các bạn ý mua trên Shopee ấy, giá thì tăng gấp đôi, sau đó đến lúc khuyến mại flash sale nó còn tí thôi, tất nhiên người ta mình vẫn hiểu là bán hàng thì nó cần có lời, vì thế nên đối với những cái dạng như là đây bạn ghi là khóa học giám đốc nhân sự, bạn nghĩ người giám đốc họ là như thế nào mà bạn gửi cho một cái email nhìn phát khiếp này, họ không quan tâm, họ nhìn vào đây họ thấy đánh giá là ở nó chả liên quan gì đến tôi cả, bạn gửi spam là xong, bấm mẹ là spam nó nhanh sao đỡ phải gửi lại. Tất nhiên là hồi xưa mình đã học cái khóa này của đội CTI rồi, họ làm cũng nói chung là một cái hội trường đông cũng giảm giá, hồi đấy mình học cách đây 10 năm thì nói chung là cũng tạm tạm, bây giờ không biết như nào nhưng mà theo cái kiểu marketing này cũng hơi kinh, cho nó vào spam nhé, lần sau đỡ phải report spam cho đỡ phải làm. Vậy là như thế không được bởi vì bạn làm như thế thì người ta không có bấm vào, người ta không có xem, vậy thì người ta xem cái gì? Các bạn đã xem một cái email của một số đội họ gửi. Tất nhiên đây là một cái hệ thống tự động. Nhưng tự động của họ rất là chỉn chu. Họ tập hợp những cái nhóm khách hàng lại với nhau. Những cái người mà quan tâm đến cái website của họ. Những cái người quan tâm đến dịch vụ của họ. Và họ gửi email vào cái nhóm đó. Và mình biết à đây là email của Dribble, đây là email của Premium Bit. À, thỉnh thoảng mình cũng nhìn thấy rằng à họ kiểu cứ họ cứ chăm sóc, họ cứ gửi hàng ngày à, không phải hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và mình thấy rằng là à đợt này mình đang nghĩ đến là kiểu mình bị bí ý tưởng ấy thì mình có thể vào Dribble mình bị bí âm nhạc, à mình nhìn thấy Premium Beat ở trong cái hệ thống của mình vào mình xem, và như thế nó sẽ giúp cho cái người xem người ta bấm vào cái link email marketing của bạn, và khi mà mình bấm vào mình xem ú cái này thiết kế đẹp quá, wow. Cái mà mình hay vào nhất đấy là cái thằng nó tên là Easy Script.
AE Script đấy là một cái trang mà nó chuyên cung cấp các cái plugin mà về chuyên cung cấp cái plugin mà về về After Effects ấy. Và AE Script này. Đây. AE Script. Mình rất hay vào cái của AE Script. Họ làm email rất là ok, các bạn nhìn này. Đấy, 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 đấy. Và đây, bạn sẽ thấy ở trong cái email của nó có một cái ảnh động. Đấy, bấm vào download. Đấy, và bạn thấy không? Đối với một cái ảnh động và cái đuôi của nó bằng GIF này, thì mình sẽ xếp nó lại nhé. Xếp nó lại ra desktop này. Desktop, đó, xếp lại. Đúng. Thì ở đây khi mà mình lướt ở trong một cái đó thì các bạn đã thấy rằng là cái này nó không phù hợp cho định dạng xem bình thường đâu mà nó phù hợp cho định email thôi. Đấy, thì đối với email thì các bạn sẽ thấy rằng là trong một cái đám rất là nhiều hình ảnh mình đã thấy rất là hấp dẫn rồi nhé, mà mình lại thấy một cái động thì mình thấy cái này cool này, rất là hay, và mình muốn làm nó, mình muốn tạo ra một cái đấy. Mình thấy rất nhiều các doanh nghiệp họ hay sử dụng cái họ mong muốn sử dụng cái đó. Ví dụ như là mình hay làm cho đội marketing của bên BIDV thì cứ đến những ngày như là 20 tháng 11, 1 tháng 3 họ luôn luôn làm một cái thiệp kiểu animation kiểu hoa nở ra rồi hiện lên text các thứ đó, thì vào trong email và nó rất là thú vị. Nhưng đấy là đối với những cái đội lớn và có một hệ thống phòng marketing và phòng thiết kế, hoặc là họ có một cái hệ thống ngân sách cho cái việc thuê ngoài như bọn mình để làm cái việc đó, thì các bạn rất thích cái điều đó. Nhưng những bạn nào những ở những cái công ty vừa và nhỏ, hoặc là những cái bạn phòng marketing cơ bản là nó rất là ít người, thông thường nhiều khi các trưởng phòng họ không có đủ ngân sách để cho các cái việc đó, thuê ngoài một cái đội thiết kế để làm những cái thứ gọi là kiểu tinh chỉnh nhỏ nhỏ ở trong email, họ không có đủ ngân sách cho việc đó. Vậy thì cái người mà làm marketer, những cái người mà soạn cái email đó, nếu mà họ có cái kỹ năng đó, họ có kỹ năng mà thiết kiếm cái ảnh đẹp đẹp xinh xinh đơn giản thôi nha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là đơn giản thôi, và nó động đậy, là các bạn đã hơn đến 90% tất cả các bạn marketing mà đang làm việc ở các công ty khác rồi. Vậy thì mình thấy rằng là các bạn marketer họ rất thích cái điều đó, họ họ rất mong muốn tìm được một cái công cụ nào đó, tìm một bài viết nào đó, tìm một ai đó hướng dẫn cho các bạn ấy làm những cái thứ nhỏ nhỏ như thế. Vậy thì chúng thấy rằng là cái điều đó là một cái nhu cầu chính đáng của các bạn marketer cũng như là một số các cái nhóm khác nhé. Ví dụ như là giáo viên họ muốn làm các cái ảnh thiết kế động cho học sinh để nó sinh động hơn, mà không muốn thuê ngoài, không muốn nhờ vả ai đó, mà tự bản thân họ họ có ý tưởng họ muốn làm được việc đó. Thì bọn chung tò mò.vn và tò mò Academy sẽ hỗ trợ các bạn các cái kỹ thuật cơ bản nhất về thiết kế cũng như là làm hình động. Chúng sẽ cố gắng là làm mỗi một tuần một buổi vào thứ tư hàng tuần để cho nó rõ ràng lên, ở giữa tuần nên cho nó đẹp. Mọi người cứ đến nhớ ở giữa tuần là nhớ đến tò mò Academy. Vào thứ tư hàng tuần thì chúng sẽ sắp xếp lịch để mọi người có thể cập nhật được các cái live stream cũng như là các cái video mà bọn chúng cung cấp. Ngoài ra tất nhiên là trong tuần đấy thì tò mò Academy và tò mò YouTube channel cũng sẽ hỗ trợ các cái bài viết, các cái video hướng dẫn để cho các bạn cập nhật kiến thức. Đặc biệt trong thời gian này thì sẽ có một cái series video mà tự nhiên chúng tìm được hồi xưa bọn chúng xây dựng, là cho các bạn về hướng dẫn mô hô cho các bạn, thì bọn chúng sẽ cập nhật dần dần lên để các bạn có thể học được miễn phí ở trên kênh Tò Mò Channel. Ok, quay trở lại với cái bài câu hỏi của ngày hôm nay đã. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy rằng là ngày hôm nay thì các bạn sẽ muốn làm một cái ảnh động ở trong cái email của mình. Vậy để làm được ảnh động thì các bạn có hai bước. Bước đầu tiên
các bạn phải có hành động ra. Bước thứ hai là làm thế nào để gắn được cái hành động đó vào bên trong của cái email. Thì ở đây Trung sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bước thứ nhất và bước thứ hai. Ok, quay trở lại với cái màn hình của Trung thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hành động nó có cái một cái đuôi, đó là đuôi gift. Đấy, gift desktop date modify gift. Cái file định dạng gift này mình phải nói qua một tí đã để bạn các bạn hiểu bản chất. Một cái file gift mình sẽ mở bằng Photoshop nhé. Mở bằng Photoshop, bạn nào mà chưa có Photoshop thì cài Photoshop đi. Cài Photoshop để học nhiều thứ hơn, để Trung hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn nhé. Ok, vậy thì bây giờ Trung sẽ mở Photoshop ra cho các bạn xem. Đầu tiên, đối với một file GIF, các bạn sẽ thấy Trung sẽ chuyển sang một cái workspace là Motion đi. Đấy, đối với Photoshop thì nó có thể xử lý được các cái file GIF. Ngoài Photoshop ra thì còn những công cụ nào có thể xử lý được các cái file GIF? Thì các bạn có thể sử dụng After Effects này, Premiere này, xuất ra video này, và sử dụng một cái công cụ ở trên YouTube này, ở trên Google này, các bạn có thể tìm một cái công cụ là Video to GIF. Đấy, Trung hay dùng Video to GIF online. Và cái kênh mà để Trung zoom to lên cho các bạn nhìn nhé. Đấy, cái kênh mà Trung hay làm là Easy GIF này. Đấy, các bạn thấy nó ngay ở top đầu. Ngoài ra, cái Online Converter Trung cũng hay dùng này. Online Converter rồi. Tiếp đến Conversion. Đó, Convertio.co nhá. Ba cái trang này là Trung hay dùng. Ok, cho các bạn dễ. Nó rất là dễ thôi. Các bạn chọn tập tin, ấn nút vào đây, ấn nút upload ra luôn file GIF cho các bạn nhá. Đấy là trong trường hợp các bạn làm video. Còn đối với các bạn làm ảnh thì sử dụng Photoshop để làm một cái ảnh động là cách làm dễ nhất. Ok, ở đây thì Trung sẽ tập trung vào làm một cái này cho các bạn này, đơn giản dễ dàng thu hút người xem để người ta nhìn vào cái email của mình này. Đó, quay trở lại đây đã nha. Đây, Trung sẽ lấy lại cái mời anh đăng ký. Đâu rồi cái mời anh đăng ký? Đâu mời anh đăng ký khóa học luôn nhá. À, tôi chết rồi, Trung ném nó vào spam. Mà cái loại email đấy là đúng spam không gì á. Các bạn cứ nhìn vào xem, spam đầy ra. Gửi anh Trung shop villa. Úi dồi ôi. Đấy, thấy chưa các bạn đấy. Report này. Spam thì nó sẽ vào spam hết. Nếu các bạn thiết kế xấu thì nó vào spam hết. Xin chào Trần Trung 84 thân yêu. Vãi. Vãi là Trần Trung 84 thân yêu. Tôi biết gì anh đâu. Mà như Trung xóa mũi rồi. Khóa học đấy không nhỉ? Mọi người nhìn thấy khóa học đấy không? Khóa học mắt luôn. Chống vào mặt. Rồi, các bạn nhìn thấy hoa mắt đúng không? Ok, học điều. Rồi, đây Trung sẽ cho các bạn xem một cái email mà cho vào của Zshop mà bị chui vào trong spam nhá. Đấy, nó spam đúng không? Đây các bạn có một cái email mà nó bị chui vào spam. Nó có một cái nút rất to, đừng bỏ lỡ đúng không? Đừng bỏ lỡ. Mà bỏ lỡ cái quái gì trời. Đừng bỏ lỡ cái gì. Sao lại đừng bỏ lỡ? Bấm vào đây để mua chứ. Hay làm thế nào đó chứ. Đúng không? Giảm ngay 5% nếu bạn click vào link này chứ. Đúng không? Rồi, ok nha. Một cái email như thế này, Trung sẽ copy paste này. Đó, được chưa? Tham khảo xin lỗi chứ. Các bạn biết tại sao? Tại vì cái ông này, ông ấy làm bằng cái phần mềm. Đây, các bạn nhìn thấy không? Cái phần mềm ở đây này. Cái phần mềm tên của nó là Respond Repel gì đấy. Nó sẽ tự động tạo ra một cái form như thế này, nó gửi vào cho khách hàng. Các bạn hiểu chưa? Đấy, nên là nó rất là xấu nha.
ví dụ Trung gửi đến chính Trung luôn, Trung gửi email của Trung nhá, Trung sẽ gửi một cái email là test git này. Nếu mà cái động đậy này mà nó động đậy ở trên cái email của Trung này, ở đây hiện, nếu mà nó động đậy ở trên cái email của Trung nha thì là ok. Ê. Ê. Giật cái mình. Ok, rồi quay trở lại đây. Vậy thì bây giờ Trung sẽ làm lại cái email này đấy, các bạn thấy không? Ở đây là ZShop nó gửi cho Trung này. Nếu mà mình gửi email marketing ý, thì cái việc đầu tiên các bạn nhìn vào đây này. Đó, Trung bỏ cái email đoạn cuối của Trung nha. Đấy. Nha. Thông thường các bạn sẽ thêm một cái nút ở đây. Đó. Đó. Ui. Đấy, hot deal gimbal cho điện thoại giảm ngay 5% đúng không? Đừng bỏ lỡ. Đấy, vấn đề cái chữ đừng bỏ lỡ này các bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là một cái nút mà nó là một cái button. Đấy, và thậm chí còn chả xóa luôn đấy. Rồi, xóa đi. Ôi, ôi. Đùa anh ấy. Đấy, bây giờ thì còn chỗ này chả format được luôn. Nhá. Ok. Format nào. Chờ đủ. Mất tiêu rồi. Bây giờ chúng sẽ bỏ hết cái đống này ra. Cắt đi. Đóng lại. Tạo mới. Rồi, ok. Hết. Mất cái nút chưa? Rồi, ok. Chương trình áp dụng. Nha. Trần Trung này. Gửi đến chính mình này. Một cái là test kit này. Nếu mà chúng nhìn ở trên cái email Gmail á, tức là Trung là cái người mà nhận được cái email á, mà cái động đậy này, động này là xong việc này. Được chưa? Vậy thì các bạn thấy rằng là nếu mà nó không có cái động đậy á, thì nó sẽ rất là khó, người ta rất là ngại cái việc mà nhìn vào một cái email mà nó không động đậy, đúng không? Vậy thì ở đây mình muốn thu hút khách hàng thì mình phải thiết kế thôi. Vậy thì mình thiết kế như thế nào? Thì ở đây chúng sẽ tạo ra cho các bạn một cái nút. Nóng quá. Rồi, ở đây chúng sẽ tạo ra cho các bạn một cái nút nha. Nếu các bạn không muốn làm cái thao tác này thì các bạn có thể download cái file Photoshop mà Trung làm sau đây này. Trung sẽ up lên trên tomo.vn này, đặt đường link để mọi người download lại này. Sau đó thay đổi cái text của nó thôi. Ví dụ như là Trung sẽ đặt bấm vào đây để giảm nhận mã giảm ngay khuyến mại 50%. Đúng không? Bấm vào đây để giảm ngay khuyến mại 50% thì các bạn chỉ cần thay vào cái text của các bạn thôi nhá, là xuất ra một phát là nó ra được luôn. Ok, vậy ở đây Trung đang muốn làm một cái nút ở trong cái email. Vậy thì mình phải quay lại cái cấu trúc của cái email này đã nhá. Mình sẽ quay trở lại đây. Vậy thì trước khi các bạn bắt đầu thì các bạn cần lại phải quay trở lại với cái lý thuyết một chút. Đó là cái email nó là một cái thư điện tử, nó gửi cho khách hàng. Bản chất của nó là một cái đoạn mã HTML đó, nó gửi vào email cho khách hàng. Và nó có một cái kích thước. Đối với tất cả các cái email mà khách hàng nhận được, cái kích thước chiều ngang của nó ấy, maximize của nó ấy, các bạn thiết kế ở kích thước chiều ngang nhé, là dưới 900 pixel. Ok, 900 pixel. Rồi. Vậy thì 900 pixel đó thì chiều dọc thì là như thế nào? Chiều dọc của một cái email các bạn cứ cuộn xuống, cuộn xuống, cuộn xuống đúng không? Vậy thì khi các bạn cuộn xuống á, thì nó không có chiều dọc, mà chiều dọc là mãi mãi luôn. Tuy nhiên rằng là các bạn phải hiểu rằng là khi người dùng bấm vào á, thì cái chiều ngang của nó là 900, nhưng chiều dọc mà người ta nhìn thấy á, nó không phải là mãi mãi, mà nó chỉ rơi vào khoảng tầm 600 đến 700 pixel thôi. Vậy thì nếu trong khoảng đầu tiên mà người ta bấm vào một phát á, thì cái điểm ảnh, cái ảnh mà các bạn muốn làm động, hoặc cái ảnh mà các bạn muốn thu hút sự chú ý của khách hàng á, nó phải nằm trong khoảng ít nhất
là 6 đến 8 dòng đầu tiên, trong khoảng đầu tiên ấy, thì cứ khoảng tầm 2 3 dòng ngay đầu tiên, ví dụ hot deal gimbal chống rung điện thoại ABC XYZ, cái này đang còn 750.000, thì các bạn phải quay trở lại đây, các bạn phải click ngay vào đây, ấn ở dưới này, bấm ngay vào đây đúng không? Phải ở đây chứ. Tại sao các bạn nằm ở bên dưới trái nhìn thấy cả gimbal Feng Zoom đúng không? Cho smartphone giá chỉ còn 758.000 đúng không? Bấm vào đây đúng không? Bấm vào đây để nhận code 50% khuyến mại. Ok, vậy thì key của mình nó sẽ nằm ở đây. Khuyến mãi nha. Nhận code 50, giảm ngay 50%. Từ này nó hay, nhận code giảm ngay. Đó, đúng không? Vậy thì cái nhiệm vụ của mình nó sẽ là cái vùng này. Thì khách hàng bấm vào à, ồ, tách tách tách, ồ, button bấm vào luôn. Đấy, thì cái đó nó sẽ giúp cho các bạn là thu hút được cái khách hàng mà nó nhìn vào phát là họ bấm vào luôn. Tất nhiên là ngoại trừ cái việc cái email của bạn vào spam, như cái email này thì khó lắm, nó vào spam làm sao mà người ta xem được đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ thiết kế cái nút bấm vào đây để nhận code giảm giá 50% nha. Ok. Vậy thì trước khi các bạn bắt đầu, các bạn cần phải thiết kế nó đúng đã. Ở cái kích thước của cái này, chúng nó để là 1.200 nhé. Nhưng mà như chúng nó đấy, chiều ngang của nó phải nằm ở 900. Và chiều cao của nó phải ở khoảng tầm 600 đến 700 pixel đúng không? Bạn để 600 thôi nha, cho nó dễ. Thì đây là cái khung màn hình mà cái người xem họ nhìn vào ở khung này. Vậy mọi hình ảnh nằm trong khung này nó sẽ thu hút được khách hàng nhé. Mọi hình ảnh nằm trong khung này nó sẽ thu hút được khách hàng. Rồi. Vậy quay trở lại đây. Quay trở lại đây, quay trở lại đây, quay trở lại đây. Mọi hình ảnh nằm trong cái chỗ một ô màu đỏ này này. Chúng sẽ thay cái chữ màu đỏ này, đậm màu đỏ này. Color sang màu đỏ này cho mọi người để ý nha. Chỗ này chúng sẽ thay bằng một cái nút, và cái nút đấy nó nhấp nháy thì mọi người sẽ dễ nhớ hơn đúng không? Đấy là cái đơn giản nhất rồi. Tất nhiên là đối với nếu mà bạn nào mà biết thiết kế hơn một tí, để thiết kế tốt hơn thì các bạn nên học qua mấy lớp cơ bản Photoshop miễn phí ở trên tò mò.vn. Nó sẽ giúp cho các bạn nâng cao lên kỹ năng, và các bạn nên nhớ rằng là bọn mình hướng dẫn là miễn phí, mình không thích thu tiền đối với những cái thứ nào mà các bạn muốn học. Chỉ có khi nào mà các bạn quan tâm đến cái vấn đề là mình muốn học nâng cao, mình muốn một số cái kiến thức cực kỳ khó, mình muốn một cái số kiến thức để nổi bật hơn những cái bạn khác, thì lúc đấy mình sẽ chia sẻ về những cái kiến thức đấy, nên là ở trong một cái nhóm nhỏ thôi nhá. Vậy thì quay trở lại với bài tập ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy rằng là mình muốn làm một cái nút ở vị trí này. Quay trở lại Photoshop nhé. Ở đây Photoshop mình sẽ thấy rằng là cái khung của nó rơi vào khoảng từ 90 đến 60, và mình muốn nó nằm ở đây. Tại sao mình lại lấy đúng cái khung này mà mình chưa vẽ ngay cho các bạn? Bởi vì là mình muốn cho các bạn ước chừng xem là bạn muốn thiết kế nó nằm ở đâu, to như thế nào, độ rộng là bao nhiêu. Mình không thể ước chừng được cái con số pixel mà các bạn, như thế nó sẽ phích cứng cái tư duy của các bạn đúng không? Ở đây mình muốn các bạn nhìn vào cái khung này, đây là cái khung mà khách hàng nhìn ha. Ở trong cái khung mà khách hàng nhìn thì thông thường các bạn sẽ thấy ở đây là cái điểm giữa này đó, và đây là cái điểm giữa này ha. Rồi khi mà các bạn nhìn vào khung hình này thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó đích phải điểm giữa, để chúng chỉnh lại một tí, nó bị lắc cái gai rồi. Ok, nha. Nó sẽ là nằm đâu đó ở đây này. Đó, đây mới là giữa này. Thì nếu các bạn không học qua đồ họa thì các bạn sẽ thấy rằng là à, ok, lúc nào mà anh chả nhìn thấy cái này nó nằm ở giữa này, đó, bẹp đỏ luôn, nhá, đỏ luôn, đúng không? Có vẻ hợp lý đúng không? Bạn nhìn này, tất cả mọi thứ đều căn giữa này. Đó, tất cả mọi thứ đều căn giữa đúng không?
bấm vào đây và căn giữa này cho to lên tí như vậy luôn luôn đây rồi code nhận code bấm vào đây mình không cần mấy cái nút hành động đó code giảm giá chả ấn nút nhận luôn đó code giảm ngay mà nó là cái nút thì tất nhiên là người ta nhận rồi đúng không code giảm 50% không cần ngay luôn mã code đấy nếu mà người ta có nhu cầu thì người ta sẽ bấm còn người ta không có nhu cầu thì các bạn có làm trăng làm trời thì họ cũng không bấm nhá vậy thì cái tech của mình sẽ là code giảm 50% quay trở lại với Photoshop nó nằm ở giữa nó ok phải thông minh đó đặt đặt ở giữa đối với một cái đám tech mà các bạn nhìn vào đây một cái đám tech chỉ có tech thôi các bạn đặt một cái đối tượng vào giữa là hợp lý tại sao mình sẽ vẽ cho các bạn ở đây mấy cái màu đen nhé nó đại diện cho cái vùng nó cứ đại diện cho các cái vùng tách nhá đây 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 là màu đen này đó đen tách ha tách ha tách ha tách ha tách ha tách ha đó đúng tách này và các bạn thấy rằng là đặt cái một cái nút vào ở giữa cái khoảng tách màu đen đó thì cái mắt của mình ấy nó hút thẳng vào cái nút đó luôn bởi vì lúc này tất cả các cái tách của bạn ạ nó là chỉ là cái tách chờ cho cái khung thiết kế của các bạn thôi các bạn sẽ thấy rằng là ở trong một cái email của mấy cái đội chuyên nghiệp ạ nó không có promotion này đó ví dụ chúng sẽ lấy một cái ha đấy đây ví dụ như bạn thấy Adobe là một cái công ty nó rất là lớn rồi và khi nó gửi cho khách hàng thì nó đập ngay vào mắt là một cái ảnh đẹp đẹp luôn trời ơi cái này mà làm thiết kế thì quá là đẹp luôn nó không cần quan tâm đến tech luôn nó đập một cái ảnh đẹp 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 đúng không đối với những cái thằng mà nó yếu hơn một chút đây Clipper bạn sẽ thấy này tách 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 nó coi tách như là một cái đối tượng đồ họa nhưng đây là đối tượng nền người ta không quan tâm ví dụ một đống tách này bạn nhìn tôi không đọc đúng không nhưng hình ảnh đẹp quá thú vị quá thiết kế đẹp quá tách 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 không ai nhìn không ai nhìn ảnh đẹp vậy thì cái mắt của mình ấy nó thu hút đầu tiên là hình ảnh cái tách đấy nó chỉ là tách chờ thôi nó chỉ là cái gọi là cái làm tôn lên cái hình ảnh của bạn thôi vậy thì ở trong khi mà các bạn thiết kế email marketing ấy các bạn đừng có làm như cái này ấy. Nó làm như cái email này này rất là ngu luôn code hot deal giảm giá vứt hết đi rồi các bạn chỉ coi tách như là một dạng tách chờ thôi ha đấy các bạn sẽ thấy rằng là tách 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 nhưng các bạn sẽ tập trung vào đâu các bạn sẽ tập trung vào cái nút mà các bạn muốn điều hướng người ta từ email ra website đúng không từ email ra một hành động nào đó khác đúng không vậy ở đây đừng có viết hoa viết to viết nhỏ ở đây mà tập trung ngay vào cái cụ mà bạn muốn gây ấn tượng ha ở đây của nó là ảnh đúng không nhưng nó sẽ gây ấn tượng hơn nếu mà nó là ảnh động ha đấy rồi các bạn sẽ thấy rằng là trong cái email mà nó có một cái hình ảnh thiết kế đẹp nó thấy rằng là cái người người marketing này một cái người gửi email cho mình họ cũng rất là chăm chút đến cái email gửi cho khách hàng okay. Vậy thì cái đấy thì người ta rất là tin tưởng và họ sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn ha vậy thì bây giờ mình chúng ta quay trở lại với cái phần này rồi bây giờ chúng ta hướng dẫn các bạn bỏ loại bỏ một số cái không cần thiết rồi ha tập trung vào cái phần email chính thôi vậy thì cái email mà ở đây các bạn sẽ thấy rằng là ở đây ở giữa đây mà có một cái nút đẹp bắt cờ lúa luôn ở đây muốn muốn màu đỏ đúng không lúc này bắt các bạn bắt đầu phải có một cái số cái tư duy về marketing hơn này thương hiệu của bạn màu gì ví dụ Vietcombank các bạn nghĩ ngay ra là màu xanh lá cây đúng không BIDV màu xanh đậm
và màu đỏ đúng không? VPBank màu xanh lá cây đúng không? Grab màu xanh lá cây đúng không? Gojek màu xanh lá cây đúng không? Mình hiểu là cái thằng Gojek ấy, nó vào Việt Nam sau mà nó rất là kiểu băn khoăn cái đoạn là cái logo của nó là màu xanh lá cây, mà trong khi đó thằng Grab nó cũng là màu xanh lá cây. Thằng Grab nó đã chiếm lĩnh thị trường rồi mà thằng Gojek bây giờ mà dùng chính cái màu xanh lá cây đấy đập thằng, nó lộn xộn lắm. Cái đoạn đó là các bạn Gojek phải cẩn thận hơn. Vậy thì các bạn cần phải để ý đến cái logo của các bạn màu gì. Các bạn nhìn thấy logo tò mò màu đỏ đúng không? Mình chọn màu đỏ là vì sao? Mình muốn cho nó hơi giống với cái thằng YouTube đó. YouTube nó màu đỏ rất ấn tượng, đập vào phát nó là cái màu nguyên bản. Màu nguyên bản là màu gì thì gồm có xanh, đỏ, tím, vàng, da cam ha, màu đậm nhất ha. Đấy, các bạn nhìn vào đây đó, màu đậm nhất nó nằm ở bên phải của màn hình ở đây này. Nhưng cái người mà marketing ấy thì đừng có nhìn vào cái vùng này nhá. Vùng này là vùng gọi là cái các bạn marketing mới bắt đầu ha. Cái người mà marketing mà họ chuyên á, họ phải biết được rằng là cái vùng nào là vùng chuyên nghiệp. Marketing chuyên nghiệp á, nó nằm ở đây này. Đấy, đẩy lên một tí, tăng độ đảo màu hue một tí, chọn một tí ở cái vùng màu tươi hơn một tí hoặc tối hơn một tí, tăng độ tươi hơn một tí, tăng độ đậm hơn một tí, tức là nó ở khá là sát nhưng cái màu của nó không phải là cái màu nguyên bản. Để làm gì? Cái mắt mình ấy, nó có thể phân biệt được hơn 1 tỷ màu, nên là kể cả bạn cùng là màu đỏ, ví dụ như chung là cùng là màu đỏ rất giống màu của YouTube ha, nó không có giống nhau đâu, các bạn để ý mà xem. Cái mắt mình ấy, nó không giống nhau đâu, chứ không đặt ở gần đó đâu. Thì khi các bạn chọn màu cho cái nút đó, các bạn nên chọn ở cái màu khoảng màu này này, khoảng màu này ha. Tối hơn thì đi xuống, tươi hơn thì đi lên, sáng hơn thì đi lên bên này, tối hơn thì đi bên này, nhưng đừng sát đít. Các bạn sẽ sát đít không? R của nó là 255, G00 này. Cái màu này là màu nhà quê à, nên là các bạn phải để ý này. Đó, chọn cái vùng màu này, này trông tươi tắn hơn. Đó, ok. Vậy thì bây giờ tư duy mình là thế ha. Bây giờ Trung sẽ muốn là, à bây giờ Trung muốn một cái nút ở đây và Trung sẽ khoanh cái vùng này lại. Đấy, và Trung sẽ vào edit, vào phần crop. Đấy, nó sẽ crop lại cái vùng Trung lựa chọn và sau đó vào Trung vào image và image size. Vậy ở image size thì Trung sẽ thấy rằng là ở đây cái kích thước của cái này nó rơi vào 366 nhân với 124 pixel đúng không? Đấy, vậy Trung muốn một cái nút to tổ bố có kích thước là 366 nhân 144 pixel. Rồi. Vậy thì các bạn nhớ cái con số đó. Con số đó nó sẽ quyết định rằng tất cả các cái email mà bạn gửi cho khách hàng luôn luôn có một cái nút có cùng kích thước, nó là như thế và có một cái màu đại diện. Ok, màu đại diện ha. Cái màu đại diện thì Trung vào lệnh G này, đổ màu ở đây này. Đấy. Và Trung chọn màu này. Đấy. Trung bảo Trung màu hơi tươi tươi một tí thôi đúng không? Ok. Ấn nút. Đó. Hoặc là tạo một layer mới, ấn nút. Đó. Rồi, ở đây nó có một số cái gai này, lúc này Trung bỏ cái gai này đi. Dùng lệnh V này. Hoặc là lệnh select ở phía trên cùng ở trong menu này, trong tool này, làm sao mà zoom to lên được nhỉ? Lúc nào chúng sẽ tìm cái công cụ zoom to cho các bạn. Phím tắt là V ha. Đấy, bỏ cái gai này ra đây để cho các bạn nhìn cho nó dễ. Ở đây chúng sẽ viết một cái text, nó là code giảm 50% nha. Ok, ở đây cái text phím tắt là T. Khi các bạn ấn nút T thì nó sẽ chuyển sang lệnh text, bấm trái chuột vào đây hoặc là bôi đen vào đó và ấn nút V là nó sẽ paste ra nhé. Vậy thì ở đây Trung sẽ ấn lại T này, Trung sẽ bôi đen một cái khoảng như thế này này và Trung ấn Ctrl V này. Các bạn sẽ không thấy màu gì đúng không? Bởi vì màu của nó đang màu đỏ đấy. Các bạn nhìn thấy nó đang màu đỏ này. Trung sẽ chuyển sang màu trắng này. Đấy. Đấy. Ok. Đặt ở giữa. Ở đây nếu Trung cho cái chữ này to đùng ra này, để cho chữ này to đùng ra thì Trung dùng lệnh image edit và lệnh edit chọn lệnh free transform, phím tắt là Ctrl T và Trung phóng to nó lên. Đó. Giữ shift nhé, giữ shift để giữ cái tỷ lệ, đừng
bỏ ship này. Đấy. Vậy thì ở đây chúng đã có một cái nút, có cái tích mà chúng muốn, đúng không? Bây giờ chúng muốn nó nhấp nháy hoặc nó động đậy, hoặc nó đổi phông, nó có nhiều trò lắm. Các bạn có thể làm bất kỳ cái gì, thêm biểu tượng rồi bấm vào đây rồi nhấp nháy rồi live stream rồi live rồi tin rồi các thứ nhá. Thì các bạn làm thế nào được? Nhưng ở đây chúng muốn làm nó đơn giản thôi, nó để chúng xuất ra thành một file zip như thế nào để cho nó dễ. Vậy thì ở đây mình đã có tách cốt giảm 50% này, ở đây có một cái nút này, nó hình chữ nhật đúng không? Ở đây nhưng mà chúng không muốn nó hình chữ nhật mà chúng muốn nó hình oval hoặc muốn nó hình hình tròn bo bo tròn góc ạ. Thì để làm được việc đó thì các bạn vào lệnh vẽ hình vuông ở đây này, cái phím tắt của nó là U này, nhìn thấy cái U ở đây không? Thì giữ bấm và giữ chặt thì nó sẽ sinh ra một cái hình là vẽ hình vuông, vẽ hình tròn góc, vẽ hình ellipse, vẽ hình các hình khác nhau. Các bạn chọn lệnh vẽ hình tròn góc này và chúng vẽ hình tròn góc này. Đó. Đó. Và ở phía trên cùng các bạn thấy nó đang là path đúng không? Các bạn chuyển sang shape. Và cái fill của nó là fill đen đúng không? Bây giờ chúng vẽ lại này. Chúng escape này, vẽ lại nha. Chuyển sang shape này, chuyển sang shape này. Màu là màu đỏ mà chúng vừa chọn ở trong cái nền ban đầu đúng không? Đấy, rồi. Ok, các bạn sẽ thấy cái nút lúc này nó sẽ thành bo viền góc này. Sau đó ở phía dưới này các bạn sẽ thấy ở trong bảng layer này, cho các bạn nhìn này, bảng layer này. Ném nó xuống bên dưới. Đấy, được chưa? Tại sao chúng sẽ hướng dẫn các bạn là cái đoạn này nó nên là một cái shape, bởi vì cái shape này các bạn có thể thay đổi màu được một cách dễ dàng, bất kỳ màu gì nhé, kép vào thôi nhá. Vậy đây, đây là cái ảnh một đúng không? Đây là cái ảnh cốt giảm giá một. Các bạn nếu mà ở đây các bạn save s nó lại thành một cái file ảnh ha, save nó lại s thành một file png, nhớ là các bạn save là png nhá, đừng đừng save thành jpg mà nó mất, bị mất cái nền button không không động đậy spin đi nhá. Ok đấy rồi. Vậy thì ở đây chúng sẽ mở lại cái email đó, chúng sẽ đặt vào đây một cái ảnh bằng cách nào? Bằng cách chúng mở cái button spin lên nhá, ấn nút Ctrl C, tức là bạn copy cái ảnh đó vào trong, vào trong cái bài email, các bạn ấn nút Ctrl V, được chưa? Đấy, các bạn thấy không, nó to tổ bố luôn. Và ở đây các bạn có thể thu nhỏ phóng to kích thước lại trong clip được. Đấy, ra giữa đúng không, ấn nút ra giữa rồi đấy, được, nó rất là đẹp, nó rất là dễ. Nhưng nó đã động đâu đúng không? Ông này ông dạy kiểu gì, nó chưa động. Ok, quay lại đây. Vậy thì để mà nó động thì các bạn cần phải làm cho nó động đậy. Bản chất của động đậy nó là hai ảnh khác nhau đúng không? 1 giây 2 giây 1 giây 2 giây. Vậy chúng muốn ở đây lúc thì nó màu đỏ đúng không? Lúc thì nó màu xanh, để chúng sẽ tạo mới ra một cái màu ở đây này, đó nha. Chúng sẽ tạo mới ra một cái màu xanh này. Đó, ok. Ha, động đậy ha. Động đậy chưa? Động đậy rồi nhá. Vậy thì lúc này đây là chúng đang hướng dẫn các bạn làm đoạn này, chúng đang hướng dẫn các bạn là làm cái file GIF. Nếu mà các bạn không có tư duy thiết kế không sao nhá, không có vấn đề gì cả, các bạn có thể nhờ một ai đó làm, hoặc các bạn làm sẵn ra, nhờ ai đó một cái làm sẵn ra, lúc nào cũng paste vào thay edit text xuất ra xong đặt nhá. Thì đây là cái bước để gọi là, vì là bọn chúng là hướng dẫn kỹ thuật nên đâm ra là chúng sẽ phải làm đầy đủ, chứ chúng không muốn là ở lấy từ đâu đó vào để các bạn không thể kiểm soát được cái quá trình mà các bạn làm. Ở đây chúng sẽ vào phần Windows này, chọn chọn lệnh Motion này nhá. Thì ở bên dưới các bạn sẽ thấy nó có một cái bảng timeline đó nhá, các bạn ấn nút Create Video Timeline ha. Đó thì các bạn sẽ thấy đối với video timeline của cái thằng với cái thằng Photoshop này này, nó sẽ có hai bảng này, sự tồn tại của một cái đối tượng, nó nằm từ điểm bắt đầu bên trái cho đến điểm kết thúc bên phải. Ví dụ các bạn coi điểm đỏ là đến giây số 1 giây, ví dụ 1 giây là hết giây điểm đỏ, bạn
Bạn bấm từ cái điểm kết thúc của phía bên trái của nó vào đây. Điểm đỏ kết thúc bên phải, ném nó vào đây. Đó. Hết 1 giây hiện ra, hết 2 giây vòng lại. Đó. Được chưa? Thì ví dụ các bạn sẽ thấy bây giờ chúng ấn play này, một đỏ đúng không? Đỏ, xanh. Quên, xanh thì chưa xuất hiện. Xanh chưa xuất hiện bởi vì xanh chưa tồn tại. Đấy, các bạn thấy nó chưa tồn tại ở đây này. Đấy, quay lại nhá. Đỏ này. Đỏ. Xanh. Biến mất. Tại sao? Ở quả đảo này nó đâu có tồn tại đâu nhá. Vì là nó tận kéo dài tới 5 giây. Nhưng đối với một cái file GIF gửi cho email cho khách hàng, thông thường nó sẽ rơi vào khoảng tầm rất bé. Mình làm càng bé càng tốt. Đừng có gửi file nặng. Khách hàng nặng nhiều người họ không nhận được. Đấy là quy định rồi. Cố gắng nói chung là nó dưới khoảng tầm 100 KB. Thông thường đối với các cái ảnh nào mà nó kiểu động đậy 3 4 frame ấy thì chung yêu cầu nó dưới 100 KB. Còn đối với một số cái sản phẩm cho khách hàng chuyên nghiệp ạ, họ cần phải kiểu hoa hòe hoa sói lên rồi kiểu nó đủ cái nội dung á thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm dưới 1 MB. Nhưng cố gắng hạn chế tối đa dung lượng email gửi cho khách hàng nhá. Đấy là cái quan trọng này. Quay trở lại với cái timeline này thì các bạn sẽ thấy ở trên cùng của phần timeline này nó sẽ có một cái công cụ ở phía bên dưới này. Zoom lên. Rồi. Cái đầu chung đang bị vướng này, chúng sẽ đẩy nó lên cao này để cho các bạn xem. Đây là cái bảng timeline của nó này. Nó sẽ từ bên dưới bên trái này sang bên phải này, nó sẽ có một cái timeline cắt ở đây này, các bạn crop nó lại. Nha. Đấy, phải chuột vào. Bấm vào đây. Và các bạn chọn loop playback nha, nó sẽ vòng đi vòng lại này, nó sẽ vòng đi vòng lại play này. Đó, vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại. Ok, vậy thì đến đoạn này mình làm gì tiếp? Ok, câu hỏi hay đấy. Làm gì tiếp, làm thế nào để xuất ra phim đúng không? Thì ở trong lệnh Photoshop nó có lệnh file này, export. Rồi, làm gì tiếp? Render video. Ok. Đấy, thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn xuất ra một cái file video thì nó sẽ ra xuất ra H2 45 đúng không? Thì các bạn sẽ xuất ra một cái đống các cái dữ liệu như thế này, nhưng có một cái cách khác đơn giản hơn dành cho web. Vì là mình đang nói về xuất ra nền email nên các bạn vào 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 lệnh file, chọn lệnh đầu export và chọn lệnh save for web, phím tắt là Alt Shift Control S nha. Rồi nó sẽ sinh ra một cái này đấy, các bạn thấy không? Ở trên phần preset nhìn này, các bạn chọn lệnh GIF 12 Deepen ha. Đấy, thì GIF bản chất của nó là động đậy mà. Các bạn ấn nút play này, đấy, đen, đỏ, đen, đấy, cái nút play ở bên dưới này này, các bạn như đấy, đấy, loop option này, các bạn chọn lệnh forever này, đấy, được chưa? Cái kích thước các bạn nhìn thấy này, image size là 366 và 124, nó chính là cái kích thước mà mình muốn đúng không? Vậy thì cái save for web mà nằm ở trong file export, save for web ấy, đấy là cái công cụ mà bạn cần. Sau khi bạn xong, ấn nút save, bạn chuyển sang desktop. Đây là nút gì nhỉ? Code giảm 50% đúng không? 50. Ok, ấn nút save. Rồi, bây giờ quay về desktop các bạn sẽ thấy code giảm gif 50%. Ok, úi sổ đẹp quá. Chuẩn chưa? Quá chuẩn luôn. Vậy khi bạn mở ra làm tương tự như vừa lúc nãy, Ctrl C đi vào email, xóa cái ảnh cũ này đi. Ấn nút Ctrl V. Rồi. Nó có động đậy không? Không biết nó có động đậy không ta. Thử gửi xem nhé. Chúng sẽ thử gửi xem nó có động đậy hay không. Ấn nút send cho chính mình này, send rồi. Rồi, bây giờ Trung chuyển sang email của Trung này, check có nhận được chưa? Khi nó vào spam ấy, mình tự gửi cho mình vào spam. Vui đi, đợi tí.
chưa thấy đâu. Human. À đây, nhận được rồi. Ok. Rồi. Đây, câu chuyện bây giờ mới bắt đầu. Rồi, các bạn sẽ thấy rằng là ở đây khi mà các bạn ép một ảnh bằng cái cách mà bạn copy file ảnh đó vào trong cái email, nó không còn giống nữa. Vừa lúc nãy Trung copy là một cái file ảnh đúng không? Vậy thì bây giờ Trung sẽ thử cách thứ hai. Đấy là Trung ném cái file ảnh này vào trên nền web. Đây, ví dụ trên nền web. Đó, các bạn thấy nó động đậy chưa? Và Trung copy này. Các bạn sẽ thấy đường dẫn của nó sẽ là Trần Trung desktop code 05 đúng không? Trung copy này. Vào lại này. Ok, gửi lại cho ông Trung một lần nữa nhá. Nào, gửi lại cho ông Trung đúng cái email này lại một lần nữa nào. Rồi. Paste V2. Ok, paste vô. Rồi, lỗi sai. Cái này ảnh lỗi rồi. Bây giờ Trung sẽ lấy từ vừa Trung bật bằng phần mềm ACDC đúng không? Bây giờ Trung sẽ lấy nó chính bằng cái thằng nền web, tức là Trung đang dùng thằng Firefox con nhân C này, lại này, Ctrl V vào đây. Vẫn lỗi. Ew. Đấy, nó vẫn lỗi đúng không? Ew. 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 Đoạn này nó có hơi của đà đấy. Rồi, vẫn lỗi. Vậy câu hỏi đến đây bắt đầu tiếp tục. Mình sẽ làm một cái thao tác khác. Đấy là mình add một cái ảnh insert photo. Ở trong phần photo này mình chọn in client. Các bạn sẽ thấy là nó có hai định dạng này, as attachment tức là gài vào bên trong giống như là bạn kiểu gửi document á. In client có nghĩa là vào đúng cái vị trí mà mình đang thiết kế á. Các bạn ấn nút upload, chọn lệnh show photo, chuyển sang desktop, chọn file code. Ok. Đấy, ui dồi, đẹp luôn. Không ngờ thằng Google thông minh như thế. Ở đến đoạn này các bạn giảm nhỏ xuống này. Đấy. Ok. Và ấn nút send này. Rồi. Test tiếp V2 đúng không? Đợi tí xem nó có đến. Ok, vừa thấy đến xong. Rồi. Các bạn sẽ thấy cái file GIF V2 này, bấm vào này. Đấy, và các bạn sẽ thấy nhấp nháy chưa? Vậy khi các bạn gửi một cái email mà nó có file nhấp nháy này, các bạn có muốn click vào không? Muốn chứ đúng không? Tại sao lại không muốn được? Vậy thì ở đây khi mà Chung gửi lại lần nữa này. Test link này, gửi gift test link này. Lại nào. Bỏ lại nào. Insert, lúc này khi mà Chung insert vào nhá thì Chung insert vào thì các bạn thấy cái reason này nó là cái mà à không phải. Các bạn đừng ấn vào cái driver nhé, mà dùng cái photo này, insert photo này. Thậm chí mình chưa làm lại cho photo tôi upload này, lại này, đấy, nhỏ lại này. Rồi bây giờ gắn link đúng không, gắn link các bạn gắn vào đây, gắn link này. Đấy, quên, đây là gắn link attachment, đây là gắn link này, đây là gắn link này. Rồi, gắn link gì ta? Đây, nó có link này, thì mua cái link này đi. Thì mua cái link cũ này. Tại vì nó link vào cái ảnh trên này. Đấy, go to web này. Ok. Webpage thì ở đây và ví dụ chúng sẽ trỏ nó về tò mò nhé. Bạn trỏ về đâu cũng được. Cốt giảm 50% trỏ vào một cái link nào đó. Facebook, Google, web, nhưng tốt nhất bạn nên chọn vào một cái link mà bạn có thể kiểm soát được cái người dùng. Ví dụ như là cái shop, các cái công cụ của bit.ly này. Shop URL.
đây bit.ly.com nhá. Ví dụ chúng hay dùng của bọn này, nói chung là có nhiều, các bạn vào đây cũng được. Chúng sẽ kiểm tra vào kênh YouTube của tò mò ha. Đây kênh của chúng, và chúng muốn dẫn người ta tới một cái vị trí mà người ta có thể gọi là đăng ký được ha. Bấm vào phát thì họ đăng ký luôn. Vậy thì bạn vào cái trang bit.ly này, nó sinh ra một cái đường link này. Ví dụ đây. Đó, nó sẽ trỏ về đây. Nó sẽ có confirmation đúng không? Và bit.ly này. Paste vào đây, ấn nút shorten, nó sẽ ra một cái link. Đó. Copy, đó, bit.ly đúng không? Vào đây. Tại sao lại bạn cần phải thông qua một cái công cụ trung gian như thế này? Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tại sao mình cần phải thông qua một cái công cụ trung gian đối với tất cả các cái đường link? Thì đó là khi người dùng họ bấm vào đó là họ biết rằng là work for personal use thôi. Okay. Social marketing digital campaign. Ok, rồi ở đây bạn ấn tạo này, đấy, paste một cái đường dẫn okay. Rồi paste lại cái đường dẫn nhé, ấn nhầm cái gì, tạo lại này, đường dẫn dài này, sinh ra đường dẫn bé chưa, cái tiêu đề của nó sẽ là nhận mã giảm giá nhé, kiểu này nhận mã giảm giá 50%, thực ra đây là đăng ký link YouTube chính xác hơn, ấn nút save này, đó nó sinh ra một cái này đúng không? Copy rồi. Đó. Bấm vào đây. Rồi, nó chọn đúng vị trí rồi đúng không? Bạn bấm vào đây. Bấm vào đây. Bấm vào đây. Bấm vào đây. Chọn lại đúng không? Trên đúng không? Mà mình vào bit.ly. Ok. Nên nhá, chuyển qua bit.ly. Send. Ok. Vậy khi các bạn gửi cho khách hàng á, người ta sẽ nhận được email, quên rồi đặt tên là gì không? Đó. Đây, đến đây lúc này là mình bắt đầu test cái link này. Thì các bạn sẽ thấy là khách hàng họ sẽ bấm vào đây. Bấm vào. Nó đi ra tới trang đích đúng không? Nó vẫn đi ra tới trang đích này. Nhưng ở trên cái hệ thống quản lý của các bạn này, ví dụ đây là đăng ký link YouTube nhé, chúng ấn vào đây. Đó. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy ở trong khung quản lý này, nó sẽ đây để chung gửi cho cô bồ của chúng nha, không quất này, copy đây. À, rồi cô bồ này, gửi cho cô bồ này, rồi, lộ hết cả thông tin rồi này. Xem. Ok. Để chúng bảo cô em. Bây giờ mình sẽ đợi này. Ấn nút F5 này. Đấy. Tại sao mình sẽ đợi đó? Nó ra rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó có cái token click này, là các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ nhận diện được cái click của các bạn nó đến từ đâu, nó đến từ email, SMS và direct này. Đấy, các bạn thấy nó email, tại vì khi mà mình gửi trong email á, bấm vào đó tới được khách hàng, vậy thì mình có thể đo lường được cái
chất lượng của cái link mà mình gửi email cho khách hàng đúng không? Ví dụ như là bạn gửi qua một cái hệ thống kiểu paid, một cái file document kiểu cho một cái đội gọi là email marketing đúng không? Chả có cái gọi là check back ngược lại cái người dùng thì làm sao mà mình biết được rằng là cái hiệu quả của cái đội đấy nó như thế nào đúng không? Vậy thì khi các bạn thiết kế xong một cái email ví dụ như này, ở đây bạn bạn gửi cho cái đội gọi là gửi chuyên gửi email á, bảo là yêu gửi cho tao cái này, thì họ sẽ lấy nguyên cả cái email của các bạn gửi cho khách hàng. Và như thế bạn sẽ biết rằng là à, bọn này gửi 1.000 cái email cho khách hàng chẳng hạn mà có 5 ông bấm vào, thì các bạn sẽ đo lường được hiệu quả của cái đội này. Hôm sau bạn gửi như thế bạn bảo cái này, cái nút này hơi xấu, quay lại đây, cái nút này hơi xấu, bạn làm lần hai đúng không, cái gì kêu 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 ok rồi. Vậy thì khi mà bạn đổi cái một cái link khác thì nó sẽ, các bạn có thể so sánh ở trong này cái hiệu quả. Ngoài ra các bạn sẽ thấy rằng Bitly này, các bạn nhìn thấy nó có cái QR code này, nhưng mà phải upgrade lên, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn kiểm tra được các cái kênh marketing khác, ví dụ như là Facebook, YouTube, banner quảng cáo ở trên các kênh, hoặc là tờ rơi tên cạc, hoặc là đặt ở bất kỳ đâu mà bạn có thể check back được lại được cái người dùng nhá. Thì ở trong đấy là nằm trong cái khuôn khổ bài khác. Ở bài này mình hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế một cái nút đơn giản động đậy, nút đơn giản động đậy, và các bạn có thể ứng dụng được vào trong cái email của các bạn. Chúng cũng hướng dẫn cho các bạn cái cách mà thiết kế để trông cho nó hấp dẫn, ấn tượng. Các bạn nhìn vào đây này, như vừa lúc nãy đúng không, mình có đâu có quan tâm đến nội dung vội. Mình vào đây, cô giảm giảm 50% cái gì, thì họ sẽ đọc phía trên, đúng cái mà mình cần đúng không, thì họ sẽ bấm vào đây. Mà kể cả họ không cần, cô giảm 50% cứ lưu lại đã, thì họ cũng đã bấm vào và họ đã lưu lại cái link của mình rồi. Vậy thì đó chính là cái hiệu quả của cái việc là làm thế nào để tạo ra một cái file ảnh động ở bên trong cái email gửi cho khách hàng một cách đơn giản nhất. Và các bạn sẽ thấy rằng là dễ, và các bạn có thể làm được. Và chúng hy vọng rằng là thông qua cái email cái bài hướng dẫn này, thì các bạn đừng gửi email xấu xí cho khách hàng nữa, mà hãy thêm vào đó những cái động đậy để giúp cho tăng cường cái cách tiếp cận của khách hàng của các bạn, và cũng như là các bạn bán hàng dễ dàng hơn, các bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy là cái mong muốn của chúng nhé. Vậy thì buổi livestream hôm nay là đến đây là kết thúc này. Hẹn các bạn vào thứ tư tuần sau, chúng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái khác vui hơn. Và nhớ cập nhật bằng cách là subscribe cho Trung ở trên kênh Tò Mò Channel ở trên YouTube này, like Facebook fanpage Tò Mò VN này, và nhớ bọn Trung có một cái group là group.tomo.vn để các bạn có thể gọi là vào đấy đặt câu hỏi cho Trung này, đặt câu hỏi cho mọi người này, và mọi người có thể giúp đỡ nhau ở trong cái vấn đề là bạn marketing, bạn ý thích thiết kế nhưng mà bạn ý không tìm được một cái nguồn hỗ trợ thiết kế nào cho nó hiệu quả này, thì ở đấy sẽ có các bạn thiết kế hỗ trợ cho các bạn ý. Và các bạn marketing học các bạn thiết kế học các bạn marketing, và ở giữa Trung sẽ có sẽ nhiệm vụ điều phối cái hệ thống đấy, giúp cho các bạn có nhiều cái kiến thức hơn, có nhiều thông tin hơn, tạo ra được nhiều tiền hơn, kiếm ra được nhiều đơn hàng hơn, bán được nhiều hàng hơn, và quan trọng nhất đấy là nó là hoàn toàn là miễn phí nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, nhớ subscribe YouTube channel của chúng nha. Bye bye.